Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Coffee Chuyện. Như các bạn đã biết, Hội Tam Hoàng hay Tam Hợp Hội là tên mà người dân đặt cho giới xã hội đen ở Hồng Kông từ hàng trăm năm nay. Trong đó, 14K là một băng đảng xã hội đen quốc tế nổi tiếng thuộc Hội Tam Hoàng. Đây được xem là bang hội có thế lực lớn mạnh nhất Hồng Kông trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về băng đảng này nhé. Băng nhóm 14K hình thành từ những năm 50 của thế kỷ 20 tại Hồng Kông, sau này mở rộng sang Macau và các khu vực khác trên thế giới như Tây Âu, Bắc Mỹ, Australia và Đông Nam Á. Nó có liên hệ mật thiết với nhóm Yamaguchi Gumi ở Nhật Bản, băng nhóm Trúc Liên, Tứ Hải ở Đài Loan, nhóm Hoa Thanh ở Mỹ và đảng Hội Tư ở Đông Nam Á. Hiện nay, 14K cùng với Tân Nghĩa An, Hòa Thắng Hòa và Hòa Hợp Đạo là bốn băng đảng xã hội đen lớn nhất Hồng Kông, hay còn gọi là Tứ Đại Hát Bang hay Tứ Đại Gia Tộc trong xã hội đen Hồng Kông. Về nguồn gốc tên gọi 14K, băng nhóm 14K do một tướng trong quân đội của Quốc dân đảng tên Hữu Tiền thành lập năm 1945 tại Quảng Châu, thuộc vùng tỉnh Quảng Đông. Năm 1949, sau khi cách mạng Trung Quốc thành công, băng nhóm này chuyển đến Hồng Kông và một tướng khác của Quốc dân đảng là Cát Triệu Hoàng đã gây dựng băng đảng 14K tại đây. Có một số tài liệu cho rằng tổ chức này ban đầu có 14 thành viên đều là người của Quốc dân đảng nên được đặt tên là 14K. Tuy nhiên, cũng có một số người nói rằng tên 14K xuất phát từ số nhà nơi đặt tổng hành dinh cũ của tổ chức này, số 14 đường Bảo Hoa, Quảng Châu. Còn thêm chữ K bên cạnh số 14 có nghĩa là kiên cường, cứng rắn. Bên cạnh đó còn có quan điểm cho rằng tên của tổ chức có thêm chữ K là viết tắt tên sáng lập hội là Cát Triệu Hoàng, quy mô và quá trình phát triển. Băng đảng 14K có ảnh hưởng rất lớn, chiêu binh mãi mã không chỉ ở Hồng Kông mà còn rất nhiều khu vực khác ở Trung Quốc và trên thế giới. Đầu những năm 50 thế kỷ 20, khi băng đảng Thanh và nhóm Chữ Hòa ở Hồng Kông đang đấu đá nhau thì 14K luôn ở trong trạng thái trung lập, ngồi quan sát về thế, ngấm ngầm mở rộng địa bàn. Sau khi băng đảng Thanh bị xóa sổ, thế lực của 14K dần lớn mạnh. Thêm vào đó, được Quốc dân đảng đứng sau làm người đỡ đầu, 14K lớn mạnh nhanh chóng. Cuối cùng, dẫn tới cuộc bạo động Cửu Long giữa phe phái của Quốc dân đảng, kẻ ra mặt và bị bắt đại bộ phận là người của nhóm 14K và chính phủ. Chính cuộc bạo động này đã khiến tên tuổi của 14K càng trở nên nổi bật. Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, thành viên của băng đảng đã lên tới 80.000 người. Bắt đầu là từ những năm 70, 14K vươn vòi lần lượt ra nước ngoài, mở rộng thế lực ra các nước ở khu vực Âu Mỹ và Đông Nam Á. Những năm này, người ta phát hiện ra tổ chức 14K xuất hiện tại Nhật Bản. Tại Macau, 14K trở thành băng đảng mạnh nhất trong thế giới ngầm. Trong hoạt động buôn bán ma túy ở Đông Nam Á, Nam Phi và Hà Lan, 14K là lực lượng chủ đạo thao túng thị trường. Từ những năm 1980 trở đi, địa vị giang hồ của 14K bắt đầu đối mặt với nhiều thách thức đến từ các thế lực mới nổi như băng đảng Tân Nghĩa An, Hòa Thắng Hòa. Theo Sina, dẫn thống kê của cảnh sát Hồng Kông cho hay, hiện nay lượng hội viên của 14K dao động từ 120.000 tới 200.000 người, gồm 45 nhánh nhỏ, hay còn gọi là nhóm, chủ yếu bao gồm nhóm chữ Tín, nhóm chữ Hiếu, nhóm chữ Tử, nhóm Hiếu Tử, nhóm chữ Đức, nhóm chữ Nghị, nhóm chữ Kiện, nhóm Nghĩa Thắng Đường, cắm chốt ở khắp nơi Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và trên thế giới. Ngoài ra, 14K còn huấn luyện một đội biệt động nữ có tên là 12K Kim Thoa, Trâm Bàn, gồm 12 sát thủ mỹ nữ rắn, sử dụng mỹ nhân kế để làm cho cá cắn câu. Những năm 1990, 14K đã từng được mệnh danh là băng tam hoàng lớn nhất thế giới. Ngoài buôn bán ma túy là nguồn thu chính, thì các thành viên của 14K còn tham gia vào nhiều hoạt động tội phạm gây nhức nhối khác, như đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền, buôn lậu vũ khí,
bảo kê mại dâm, buôn người, tống tiền, làm hàng giả và cướp bóc. Năm 1997, băng nhóm 14K do Doãn Quốc Câu cầm đầu cùng với tổ chức Thủy Phong ở Macau đã xảy ra hỗn chiến kinh hoàng, khiến 14 người chết và nhiều người bị thương. Thất bại, ông trùm của tổ chức Thủy Phong phải chạy ra nước ngoài. Sau cuộc thanh trừng đẫm máu, băng nhóm 14K của Doãn Quốc Câu ngày càng trở nên kiêu ngạo và dẫn mất kiểm soát, thậm chí còn vi phạm quy tắc của xã hội đen là không tấn công dân thường. Năm 1998, thành viên của 14K tiếp tục gây ra một vụ xả súng tại tiệm cà phê ngoài trời, khiến một du khách Bồ Đào Nha thiệt mạng. Những vụ bạo lực liên tiếp khiến cảnh sát Bồ Đào Nha, khi đó Macau vẫn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, buộc phải vào cuộc để áp chế băng đảng này. Tháng 5 năm đó, 14K lên kế hoạch đánh bom tiêu diệt thanh tra của chính quyền Bồ Đào Nha ở Macau. May mắn là chó nghiệp vụ đã đánh hơi được bom trước khi vị thanh tra này lên xe. Đến tháng 12 cùng năm, Doãn Quốc Câu bị bắt sau cuộc đột kích của cảnh sát. Doãn bị kết án 15 năm tù vào đúng thời điểm Bồ Đào Nha trao trả Macau về cho Trung Quốc năm 1999. Có thể khẳng định, so với các băng tam hoàng khác, 14K là một trong những băng nhóm lớn nhất và bạo lực nhất ở Hồng Kông. Tuy nhiên, sự quản lý của 14K khá lỏng lẻo, nội bộ phân chia thành quá nhiều nhóm nhỏ và chiếm giữ những khu vực khác nhau, khiến cho mâu thuẫn thường xảy ra. Trên thực tế, 14K vẫn là một băng nhóm có thế lực và hoạt động phạm pháp diễn ra mang tính toàn cầu. Nó được đánh giá là con mãng xà nhiều đầu. Lực lượng an ninh chặt đầu này, 14K lại mọc ra đầu khác. Điều này khiến cho cuộc chiến không các băng nhóm xã hội đen tại Hồng Kông còn dài lâu và nhiều tồn tại phức tạp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị xem nhớ ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.